hai cầu lớn nhất trên cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp hồi sinh. Đầu tháng 7 năm 2023, Thủ tướng đã ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành để các chủ thể liên quan làm cơ sở tiếp tục thực hiện dự án sau nhiều năm tạm ngưng. Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8 km, được khởi công từ tháng 7 năm 2014. Đến đầu năm 2019, dự án đạt 80% khối lượng thì gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách pháp luật, nên không được bố trí vốn để tiếp tục thực hiện đối với các gói thầu sử dụng vốn vay ADB phía Tây, vốn JICA và vốn đối ứng. Theo quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ, cao tốc Bến Lức Long Thành sẽ vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA. Thời gian thực hiện dự án cao tốc này được gia hạn đến ngày 30 tháng 9 năm 2025. Đồng thời, điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành thành 30.073 tỷ đồng, giảm 1.247 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Sau khi có quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đường Cao tốc Việt Nam VEC đã khởi động lại các gói thầu tạm ngưng, đồng thời tổ chức đấu thầu lại các gói thầu để triển khai trong thời gian tới. Với sự điều chỉnh này, hai cầu lớn nhất là cầu Phước Khánh, Bình Khánh cùng nhiều hạng mục khác sẽ hồi sinh trong thời gian tới.